nặng luôn là mối bận tâm lớn nhất của rất nhiều người. Mọi người thường lo lắng đến việc thừa cân, mỡ thừa hay là vóc dáng thiếu cân đối. Họ loay hoay đi tìm mọi cách để giảm cân, nhưng mà giảm cân với chế độ ăn uống nghiêm ngặt, tập luyện thường xuyên khiến nhiều người cảm thấy chán nản. Vì vậy thì hãy lựa chọn những loại thực phẩm vàng để vừa giảm cân, vừa ăn uống thoải mái mà không lo bị tăng cân trở lại nhé. 1. Cần tây. Chỉ chứa 8 calo trong 100g, cần tây chính là một trong những siêu thực phẩm hàng đầu trong thực đơn giảm cân của mọi chị em phụ nữ. Nhờ hàm lượng chất xơ và lượng nước dồi dào, cần tây giúp thanh lọc, làm sạch đường ruột, loại bỏ gốc tự do và mô mỡ thừa tích tụ trong cơ thể theo cơ chế đào thải tự nhiên. Bên cạnh đó thì vitamin và các khoáng chất có trong cần tây cũng hỗ trợ trẻ hóa cơ thể. Thứ hai, dưa leo. Bạn có thể ăn nhiều dưa leo mà không lo ngại vấn đề tăng cân, vì đây là một trong những loại rau củ cung cấp rất ít năng lượng, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Trong 100g dưa leo chỉ chứa khoảng 10 calo, đồng thời với hàm lượng nước chiếm đến 96% cùng với lượng vitamin dồi dào, thì dưa leo giúp cơ thể giữ nước hiệu quả, điều hòa thân nhiệt và hỗ trợ tốt cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể, từ đó mà thúc đẩy quá trình chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và tăng khả năng đốt cháy năng lượng của cơ thể. 3. Chanh. Luôn nằm trong danh sách thực đơn giảm cân, chanh giữ vai trò là trái cây giảm cân và giúp tăng cường sức đề kháng rất tốt cho cơ thể. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, thì lượng vitamin C trong chanh có khả năng đốt cháy lên tới 30% mỡ thừa cơ thể. Các axit citric có ở trong chanh cũng giúp giảm hấp thụ đường từ thức ăn hoặc là các loại thực phẩm mà bạn sử dụng hàng ngày. Thực phẩm vàng trong làn giảm cân tiếp theo. 4. Quả bơ. Trong bơ chứa hàm lượng các axit béo omega-9 có tác dụng đốt cháy mỡ hữu hiệu. Đây là lý do tại sao mà các chuyên gia dinh dưỡng và các nhà khoa học luôn xếp bơ vào loại trái cây có tác dụng giảm cân trong thực đơn của những người ăn kiêng. Ngoài ra thì loại trái cây giảm cân này còn giúp cơ thể đào thải độc tố, ngăn ngừa hấp thụ các loại thực phẩm độc hại gây nguy hại cho cơ thể. 5. Táo. Từ lâu thì táo đã nổi tiếng là loại quả tốt cho quá trình giảm cân, đẹp da. Trong táo có rất nhiều loại axit chống lão hóa da. Đặc biệt, trong táo có chứa các thành phần như là pectin, chất xơ, làm tăng lượng glucose trong máu, giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, giảm mỡ thừa. Chính vì vậy mà táo luôn được ưa chuộng và khuyên được đưa vào thực đơn giảm cân. 6. Chuối. Nhắc đến các loại trái cây giúp giảm cân, tốt cho sức khỏe thì không thể không nhắc đến chuối. Trong chuối có nhiều thành phần chất xơ hỗ trợ quá trình giảm cân diễn ra nhanh hơn, giúp no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn. Trong chuối còn chứa chất norepinephrine, làm phân giải các chất béo trong cơ thể, giảm tình trạng tích mỡ thừa, giúp eo thon, dáng đẹp nhanh chóng. 7. Cà tím. Không những chứa rất ít calo mà cà tím còn có lượng chất xơ dồi dào và không chứa chất béo. Cà tím thường được chọn để thay thế những loại rau củ chứa nhiều calo khác trong chế độ ăn kiêng thường thấy. Chỉ với 15 calo được tìm thấy trong 100g cà tím, bạn có thể tính toán lượng calo cần thiết cho cơ thể khi chế biến cà tím thành những món ăn hấp dẫn trong quá trình giảm cân của mình, nhanh đạt hiệu quả hơn nha. 8. Bưởi. Một loại quả nữa không nằm ngoài danh sách thực phẩm vàng hỗ trợ giảm cân chính là bưởi. Vốn là một loại quả có nhiều thành phần nước, chất xơ, vitamin C, carbon hydrate. Bưởi có khả năng làm giảm insulin cho cơ thể nên giảm tình trạng thèm ăn. Ngoài ra thì bưởi còn có khả năng đốt cháy mỡ thừa tích tụ, chống lão hóa và giúp đẹp da. 9. Ức gà. Ức gà thường sử dụng nhiều trong thực đơn của những người giảm mỡ và tăng khối lượng cơ bắp. Điều này là do protein cao ở trong ức gà và dễ dàng được cơ thể hấp thụ, nhưng hàm lượng chất béo thì rất thấp. Ức gà cũng chứa rất nhiều chất sắt, giúp tăng cường trao đổi chất và đẩy nhanh tốc độ giảm cân. 10. Bột yến mạch. Trong quá trình giảm cân thì nhiều người thường ăn một bát nhỏ yến mạch khi đói, vừa đầy đủ và ít calo. Điều này là do nó rất giàu chất xơ, có thể đẩy nhanh nhu động ruột, giúp tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Nó cũng tạo ra cảm giác no lâu dài, ức chế sự thèm ăn và giảm cân. 11. Bắp cải. Nổi tiếng trong việc hỗ trợ phòng ngừa ung thư và các bệnh về tim mạch, bắp cải còn là loại rau củ được khuyến khích sử dụng trong thực đơn giảm cân, vì chỉ cần vài bước đi bộ ngắn là đã chuyển hóa xong lượng calo chứa trong loại rau củ này. Chất xơ, vitamin và một số khoáng chất có trong bắp cải sẽ giúp cơ thể cân bằng được trọng lượng, giảm thiểu cholesterol trong máu,
Chính vì thế mà bạn có thể yên tâm khi ăn bắp cải mà không sợ tăng cân đâu nha. 12. Dứa. Dứa là trái cây rất tốt cho việc giảm cân, ít calo và cần nhiều năng lượng để tiêu thụ, tạo cảm giác no lâu và giảm cảm giác thèm ăn. Trung bình thì một trái dứa chỉ chứa khoảng 40 đơn vị calo, còn lại là nước và chất xơ. Chất xơ có trong dứa sẽ điều chỉnh quá trình giải phóng và hấp thụ carbon hydrate cho cơ thể, thúc đẩy chuyển hóa năng lượng, giảm tích tụ chất béo, giải phóng calo thừa trong cơ thể, giúp cơ thể không bị tăng cân, giúp cơ thể trở nên săn chắc và dẻo dai hơn. 12 thực phẩm vàng giúp giảm cân mà Blog News giới thiệu trên đây chắc hẳn đã giúp các bạn có thêm nhiều sự lựa chọn cho mình. Để tránh nhàm chán thì các bạn hãy thay đổi luân phiên thực đơn hoặc là kết hợp chúng với nhau để tạo nên những món ăn đa dạng, thú vị mà vẫn hiệu quả nha. Chúc chị em thành công trong công cuộc giảm cân, làm đẹp để bản thân trở nên tự tin và hoàn hảo hơn. Các bạn thấy video hôm nay của Blog News như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới chia sẻ cảm nhận của mình nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nha. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm làm đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.